Dạ. Thì thưa đồng đạo, thì câu hỏi của đồng đạo, tu cách nào mà chúng ta đủ điều kiện, có nghĩa là đủ tiêu chuẩn để được giảng sanh cực lạc? Thì Đức Thầy có đưa ra điều kiện, Thầy nói là cần tu thập thiện thì sự thiện nó có hiệu quả. Thấy không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, chúng ta đó, thứ hai là chúng ta tu pháp nào cũng vậy, là phải giữ giới thanh tịnh. 8 vạn 4 ngàn pháp của chư Phật dù nói rộng như biển cả nhưng cũng phải đi trên nền tảng cơ bản của giới luật mới được thành tựu. Tu pháp nào cũng vậy, nếu chúng ta không giữ giới thanh tịnh thì dứt pháp không bao giờ thành đạo. Pháp nào siêu việt đến đâu cũng vậy. Bây giờ căn bản của giới là ngăn ác mà, và đồng thời căn bản của giới đó là nó chẳng những ngăn ác mà nó còn thúc đẩy cho ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta tạo nên vô lượng phước đức. Rồi chúng ta nương theo giới mà làm lợi lạc cho các giới chúng hữu tình là nhiêu ích hữu tình giới. Có nghĩa là một người muốn tu đạt đạo phải thực hiện qua cái công hạnh tự giác xong, phải đi đến cái công hạnh giác tha nữa, tức là độ chúng. Tự giác đã có giác tha đầy đủ mới dần dần đi đến chỗ giác hành viên mãn. Ba giác tròn sáng mới xưng là Phật. Mình tu lần lần tiến lên có nghĩa là chúng ta với cái căn cơ mình quá thấp, cho nên mình là giải thoát từng phần mà phá mê từng lớp. Thì phương pháp tu giảng sanh Thầy nói rõ, thứ nhất là cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả, thứ hai giữ giới tinh nghiêm, thứ ba là đền đáp tứ đại trọng ân, cái thứ tư là tu theo bốn đại đức của chư Phật. Đó là căn bản theo giáo lý của Phật giáo Hảo, gọi là tịnh độ đương thời. Như vậy thì Thầy nói là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh. Tất cả lòng thương chúng này là lòng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ pháp môn này do Ngài thuyết ra. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, Phật biết vào thời mạt pháp thì cái căn tánh của chúng sinh đó, tình nặng nghiệp dày trước sâu quệ cạn, không thể tu tự lực để giải thoát. Do đó Ngài mới thuyết ra pháp môn tịnh độ để độ tận chúng sinh vào đời mạt pháp. Đây là một pháp tu đại thừa tối thắng, khế hợp ba căn quảng độ năm loài, dễ tu và dễ đắc. Và đồng thời đây là một pháp môn cứu cánh siêu việt vào thời mạt pháp. Cho nên đó, Đức Thầy mới nhắc lại cái đoạn quyển 5 đó, là khi Phật Thích Ca thành đạo đó là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chữ cố là gì? Chữ cố là quyết định, chí là tột cùng, làm lành là tránh ác. Cố chí làm lành đó là điều kiện thứ nhất, chuyên niệm Phật. Bây giờ chú mà nếu mà tu theo pháp môn tịnh độ mà chú không chuyên trì niệm Phật thì vô phương. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chú không chuyên trì niệm Phật thì ông niệm trận, mà ông niệm trận thì làm sao mà ông đủ cái điều kiện để cầu sanh lạc quốc? Mà niệm trận thì cái tư tưởng chúng ta sẽ duyên theo trận, thấy không? Như vậy duyên theo trận thì thần thức chúng ta sẽ duyên theo cái nghiệp trận, chúng ta sẽ thọ sanh vào cảnh giới, dù phước báo như trời cũng chỉ về cõi thiên nhân hưởng phước thôi, không thể nào ra khỏi tam giới được. Cho nên Thầy nói nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chuyên niệm Phật là rồng rặc xuyên suốt, đây là gọi là tu chuyên. Chữ chuyên đây còn gọi là chẳng những chuyên niệm Phật mà còn là tu chuyên nữa. Tu chuyên là sao? Tu chuyên là đây là cái dạng tu, là có nghĩa rồng rặc xuyên suốt tinh chuyên giới lực của nhà Phật. Tu theo cái phương pháp tịnh độ của nhà Phật là nhất định chúng ta không được phạm ác. Nha, chuyên có nghĩa cái nơi nào mà có làm việc phước đức là có mình. Còn cái nơi nào mà là những cái nơi nào mà gây cái tội đó không có mặt mình trong đó. Thí dụ bây giờ người ta tập tu đi, bữa nay mình ăn chay có mặt mình ha, ngày mai chỗ ăn nhậu cũng có mình nữa. Cái dạng này không tu chuyên chú, cái này là dạng tập tu, phải không? À, còn cái nơi nào mà pháp hội mình cũng lên mình giảng đạo, mình nói hay lắm, nhưng mà cái nơi nào nói thị phi cũng có mình nữa. Đây là tập tu không phải chuyên. Thầy dùng cái từ chuyên, thấy không? Có nghĩa là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh. Tất cả luôn, có nghĩa là quảng độ năm loài. Tất cả là gì? Là đối cơ đệ nhất. Căn cơ nào cũng tu được, thượng trung hạ căn đều tu được. Cho nên Thầy nói đặng dắt diều tất cả chúng sanh, đây là đối cơ đệ nhất à. Bởi vì pháp môn tịnh độ có 4 điểm thù thắng, đó là đối cơ đệ nhất nè, rồi quảng độ đệ nhất nè, rồi dị hạnh đệ nhất nè, dễ hành dễ tu, rồi cứu cánh đệ nhất. Chỉ tu theo đúng pháp này thôi là chúng ta giải thoát ha. Như vậy là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh là đối cơ đệ nhất. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, đối cơ đệ nhất. Rồi bắt đầu là dị hành đệ nhất, dễ hành dễ tu, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, mới cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh là năm loài, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, quảng độ đệ nhất, rồi tới là cứu cánh đệ nhất. Như vậy là muốn tu
được giảng sanh cực lạc, thì chúng ta phải hội đủ ba yếu tố căn bản. Nếu thiếu trong một ba yếu tố này, dứt khoát không giảng sanh. Đây là lời khẳng định của chư Phật luôn. Tin sâu, nguyện thiết và hành y. Có đôi khi chúng ta hiểu lầm nha, nghĩ rằng là tin sâu. Tin sâu là mình tin mình sẽ được giảng sanh. Nhưng mà đức tin đó mình nói bằng miệng, mình chưa phải là cái đức tin sâu. Có nhiều người tu mấy chục năm, ăn chay mấy chục năm, nhưng khi mà đi vào trong bệnh viện á, bác sĩ nói ông với bà ăn chay mấy chục năm nó thiếu chất, thiếu cái gì, cái chất máu của mình nó bị thiếu gì đó, bệnh nặng này là do ăn chay trường nó thiếu gì đó, cho nên giờ phải ăn mặn lại mới có thể cứu được, còn bệnh này nếu mà ăn chay là chết đó. Có một số ăn mặn lại nghe, có một số đồng đạo mình ăn mặn á, vậy đức tin này đâu có sống. Vậy sao mình nghe lời bác sĩ mà không nghe lời thầy mình? Thấy không? Tin sâu, tin là có ba điều: một là tin Phật, hai là tin pháp, ba là tin mình. Vậy chúng ta đâu có đủ niềm tin. Vậy Phật nói là nếu chúng ta cố chí làm lành như vậy là làm tới đây cái chúng ta không có cố chí quay lại nữa nè. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải có mặt trong cõi ta bà này, cái kiếp này vẫn còn nè. Do đức tin chúng ta không đủ. Nghe lời Phật nói bắt đầu chúng ta tin tấn, thầy bắt đầu quyết định nha. Nhưng lúc bây giờ đau bệnh cứ sợ chết. Thở đợt nay mình tu mà mình sợ chết là cho người này đã thối chuyện đức tin. Tu để chết chứ làm gì? Thấy không? Phải gắng tu đâu mà chết, mình chết để bỏ xác thân này để được liên qua quá thân, để được chứng được kim thân bất hoại, để được có một cái thân khác hoàn hảo hơn, cái thân bất sanh bất diệt. Còn cái thân tứ đại này, cái thân khổ muốn chết. Mà vậy mà cái đức tin lại lây chuyển liền, sợ chết. Nói là nói vậy đó, mà tới chừng bác sĩ nói vậy là hoạn hồn, bắt đầu ăn mặn lại, thấy không? Bây giờ ý kiến này cô chịu không? Dạ. Để mình hỏi ngắn gọn lại cô trả lời cho tôi là tu biết cách như đương biết đát, mà đương sao là đương, sao đát để tu để cho biết cách. Tu biết cách như đương biết đát, phải không? Dạ. Bây giờ nói cái người mà bán cái nghề súng gỗ dần sàn đó, mà nếu mà đương được mà không có ra biết đát cái dành đó, nó không thành sản phẩm, nó không thành sản phẩm, không sử dụng được. Mà chúng ta tu mà không sửa, tu mà không rèn, tu mà không sáng, mà tu mà cứ tâm tối đi trên con đường thập ác hoài, như vậy thì cái người này biết đương có tu nhưng không biết đát, không bao giờ thành đạo, chắc chắn luôn. Cho nên đức tin là đề nghị quá. Phải không? Hả? Tu mà không hành phải không? Hả? Tu mà không có hành. Vậy là vậy là đúng hả? À, đúng rồi. Đức tin mình lây chuyển liền. Nào giờ hết thì cô không kịp. Chí nguyện của mình nó cũng không quyết nữa. Tôi là ít cái hành của mình đâu có ý. Ít cái nghe giả luôn. Mà cô thiết là tôi ngồi tôi nghe tôi buồn ngủ chứ tôi ngồi là tôi nghe. Sự thật là vậy đó. Đồng đạo thấy nha. Ngủ lắm. Mình nói mình tin thầy dữ lắm nhưng tới chừng mình lây chuyển đức tin liền. Tu thời gian cái gặp danh lợi tình cuốn hút, cái bắt đầu mình chạy theo danh lợi, cái mình quên cái lời thầy rồi, quên con đường giải thoát. Thầy nói là vô thể bất lập, vô nguyện bất thành, vô thể nguyện bất thành Phật đạo. Một đằng mình nguyện giảng sanh, một đằng Phật nguyện tiếp độ. Đằng này mình nói mình nguyện nhưng mà mình hiểu lầm cái lời nguyện nha. Thí dụ người ta nói gì nè, nguyện có phải là năm bài cầu cúng, năm cái bài cầu cúng hàng ngày chúng ta cúng hai thời không? Không, đó là cầu nguyện. Nguyện ở đây là chí nguyện, có nghĩa là lấy trí mà sanh tính mới gọi là chánh tính, lấy trí mà phát nguyện mới gọi là hằng nguyện, lấy trí mà khởi hạnh mới gọi là diệu hạnh. Trí tất cả nếu thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề phải dùng trí, thấy không? Chúng ta tu mấy chục năm mình nghĩ coi sao, sao tới đây mà mình cảm thấy là đức tin của chúng ta nó muốn lay chuyển rồi, là mình cảm giác trong người nó khó chịu rồi đó, nó cảm giác là nó đang đi lệch cái chánh pháp rồi đó, là mình sử dụng cái trí rồi. Mình tu tới mức độ này mà mình thối chuyển sao? Không bao giờ thối chuyển, phải không? Mới vượt lên được. À, rồi tin Phật nè. Tin lời Phật nói là chúng ta phải tin sâu nhân quả, nhân toàn thiện, quả toàn thiện. Hôm nay mình đã đến cái giờ chết mình mừng mới phải, đồng đạo, phải không? Tại vì mình đã viên mãn đường tu rồi, thầy nói sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần và gió giăng xương sau mà mình sợ chết. Thấy không? À, rồi tin Phật rồi tin pháp. Giáo pháp của nhà Phật là nước biển, chỉ có một vị mạng đạo của ta, không chỉ có một vị đó là giải thoát. Chắc chắn đi theo con đường chánh của Phật là giải thoát. Và đồng thời tin mình có đầy đủ năng lực, có đầy đủ trí sáng để lãnh hội giáo pháp siêu thượng của Phật. Phật là Phật nói rằng đó là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. À, cho nên nó dứt phát là đức tin không bao giờ thối chuyển. Chánh tinh tấn vào thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới mục chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc đức tin. Thấy không? Nếu mà thiếu đức tin dễ gì, nhân hữu tính như xe hữu lưng mà thánh nhân nói mà. Người có đức tin như xe có đủ bánh, dù đường xa bao xa cũng sẽ đến nơi, quả vị bao cao cũng thành. Nếu thiếu đức tin không bao giờ.
đi hơn nữa đường quay lại. Thấy chưa? Đức tin siêu việt lắm. Đức tin đó là trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là rất là hay chỗ này nè. Tính di đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu việt chúng ma lộ, tính năng siêu xuất sanh tử hải, tính năng thành tựu quả bồ đề. Tin là đầu đạo mẹ công đức, tin là căn lành cha quả hoa, tin thì thoát khỏi mại đạo tà, tin thì tiến vào thiền định chánh, tin thì hay thành Phật đạo sanh. Rồi chưa? Độ sanh. Đó, tin. Cái chuyện này chưa hỏi một câu rồi. Không hỏi. Rồi nguyện nữa. Để cổ nói đi. Cái lời nguyện nha, bây giờ chú thấy đồng đạo mình hiểu lầm cái năm cái bài cúng đó chú, cái hàng ngày đó là nguyện không có phải. Đó là cái đó là cầu nguyện nha, không phải là chí nguyện. Chí nguyện là khác, chí là gì? Chí nguyện là gì? Là lòng ước ao, là sự mong muốn ý chí quyết định thực hiện cho kỳ được. Vô thị bất lập, vô nguyện bất thành, vô thị nguyện bất thành Phật đạo. À, như vậy thì nguyện ở đây là gì? Nguyện ở đây có 3 điều: 1, nguyện bỏ ta bà; 2, nguyện sanh cực lạc; 3, nguyện độ chúng sanh. Thượng cầu hạ quá mới gọi là nguyện. Còn cái bài kia là mình cầu nguyện để báo đáp tứ trọng án, không phải là phát nguyện. Như cái đức thầy nói, nguyện của thầy nè: chí quyết một lời ta độ tận, dắt chúng lánh xa cảnh mong sầu. Thấy không? Hoặc ra là muốn cứu thế xá chi bùng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh trịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vô cực lạc lắm mà nguyện đó. Chứ bỏ lời thề nơi Phật cảnh chứ quên tiếng nguyện chúng long sanh. Vậy thì hôm nay chúng ta nguyện, một là nguyện bỏ ta bà. Nguyên nhân mình không giảng sanh cực lạc như chú nói đó, tại sao chúng ta tu là bằng cách nào giảng sanh được? Vì mà mình không giảng sanh được là tại sao? Tại vì mình tham luyến cõi này, mình còn mê nó. Ừ, mình còn là tham luyến nào, cái thân mình nó tới chết rồi đâu mình quản hồn rồi, là mình quay lại con đường mình không có trường trai giới xác nữa rồi. À, đó, mình nói mình cái miệng nói giả nhưng lòng chấp thật. Như vậy thì cái nguyện của mình á là nguyện bỏ ta bà. Mình tham luyến cõi này cho nên mình không rời khỏi ta bà được. Hôm nay muốn rời khỏi ta bà phải dứt trừ tham luyến. Đức thầy mới nói á là chưa chắc bữa nay mình còn sống mà ngày mai mình còn sống đâu. Phải không? Chút xíu nữa đây không biết là ngày mai tôi về tới nhà không. Nếu mà không về tới nhà thì mình về cực lạc. Phải không? Bởi vì mình đã phát nguyện rồi. Đó, như vậy về ngay nhà của Phật A Di Đà. Như vậy thì đức thầy mới nói là cảnh Tây Thiên báu ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo, về đó sung sướng muốn chết. À, mà ở cõi ta bà mình xét coi, mình xét cái cõi ta bà này vui hay khổ mà mình còn muốn ở đây. Đức thầy nói xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới, lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Cho nên thầy mới nói nè, xét cõi ta bà nè là đó thì quan thấm thoát dườm tên, mắt dòng sanh tử có bền được đâu, chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo học Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới. Con chim vào lưới thì có nước vô chảo, chim này đường nào thoát không? Như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Mình trói thân là gì? Trói thân là danh lợi nó trói mình lại. Mình tự lấy xích xiềng mình trói ơn mình à. Mình tự trói mình chứ không phải, mà cũng tự mình gỡ ra mới được. Xích xiềng trói thân mới tính xong món nợ làm không. Bây giờ dùng trí tính xong sao mình cỡ mình mà mình thoát khỏi cái dòng cương sách đỏ đó, là tự mình trói mình phải mở ra. Mình trói mình mới biết đường mở chứ, ai đâu biết đường mở, phải không? Mình bị mắc kẹt ở chỗ nào, mình tham luyến chỗ nào, tự làm mình mở ra. Như vậy thì xích xiềng trói thân mới tính xong món nợ lần thân, thoát dòng cương tỏa, pháp thân nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức lượng bàn, dân du võ trụ, thanh nhàn biết bao. Một là nguyện bỏ ta bà, hai nguyện sanh cực lạc. Một đằng mình phát nguyện giảng sanh, một đằng Đức Phật phát nguyện cứu độ. Hai nguyện lực gặp nhau mới kết quả giảng sanh. Còn đằng này Phật bảo mình thôi về cực lạc cho Phật đi. Thôi Phật ơi, con muốn ở miền cực nhọc quá à, con không muốn về cực lạc. Tại vì biết sao, mình tu một thời gian cái mình gặp danh lợi, cái mê, mình mơ lỡ, mình quay lỡ nữa. Chính vì vậy mình hôm nay cái kiếp cứu cái gì mặt hạ quân hạ mà mình vẫn còn ở đây, là mình sẽ phải tự mình xét mình mê cỡ nào. Mê lắm luôn, thiệt sự là quá mê đó. Vậy là nguyện bỏ ta bà, nguyện sanh cực lạc, rồi quá nguyện độ chúng sanh. Một cái người mà muốn tu đắc đạo thành Phật mà không có thượng cầu hạ quá thì không có giảng sanh được. Bởi vì trên thì cầu thành Phật mà dưới không độ chúng sanh. Mình muốn về cực lạc, mình ở đó mình sung sướng đó, là ở cảnh giới tịch tịnh niết bàn, mình không xuống độ chúng sinh, thì như vậy là chúng ta tu ích kỷ. Mà nếu lòng ích kỷ vẫn còn không vào biển giác được, nhất định là không giảng sanh, chắc chắn luôn, phải không? Đó, cho nên thầy, Đức thầy nói nguyện gì đó,
muốn tu tỉnh này đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra xác định bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu nặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Nếu chúng ta phát nguyện thành Phật mà không độ chúng sinh thì ích kỷ không? Thì dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Cho nên thượng cầu hạ quá mới được giáng sanh. Đó, đó là điều kiện thứ hai. Đó là tin sâu nguyện thiết là hành y. Cái hành y này gắt gối lắm nha. Đằng này là mình không hành y, mình thêm chứ bớt. Thành thử chính vì vậy mình mới còn lững chững ở đây ngoài nè. Cho nên nếu mình hành y đi, dạng người tu, dạng người đắc, không một người nào mà còn ở thế gian này bị thọ khổ nữa. Về đó học đạo hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sinh, hành y. Hành y có hai điều. Một là chánh hạnh, hai trợ hạnh, chuyên trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là chúng ta tu 10 điều thiện. Về trước anh ha. Rồi giữ giới tinh nghiêm. Dạ dạ. Rồi giữ giới tinh nghiêm nè. Rồi tu 4 đại đức của Phật nè. Rồi chúng ta là báo đáp tứ trọng ân nè. Như vậy thì hành y, hành y ở đây á, một là chúng ta chuyên trì danh hiệu của Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn u sầu trần ai. Muốn thoát thì phải làm sao? Phải hành y theo lời Phật chỉ. Phật kêu làm thiện, chúng ta phải làm thiện. Phật kêu tránh ác là phải tránh ác. Phật kêu đi vào đường chánh là đi vào đường chánh. Tránh đường tà là phải tránh đường tà, chứ đừng có mà đi lang bang qua bên đó ha. Con nói á, đằng này tu á, mà mấy ông mà đi lang bang qua nước Tố Nữ, bữa nào không mắc quả bên đó tôi mới chịu á, thiệt tình á, thiệt tình á. Đi qua bên đó là nguy hiểm lắm. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình nói giáo lý giỏi, mình học cho thuộc lòng rồi vô giỏi. Qua bên đó đi, rồi biết cái cảnh. Đó, thấy không? Đó, nó dễ vụ cám dỗ mình nghĩ lắm, nhãn sắc hay bận biểu mà thôi, mình là phàm phu. Mình ừ. Đại hùng chưa có thành tựu được mà mình nghĩ rằng mình đại hùng, anh hùng không à, chứ đại hùng ở đâu mà anh hùng sao ai mỹ nhân được. Cho nên cẩn thận cái đường đó. Thường thường á, tôi nói khuyến đồng đạo á, mình đi cầu nguyện á, mình nên chở vợ mình là chắc ăn nhất. Thiệt tin lắm, thiệt cái đó là điều chắc ăn. Thứ nhất là giữ thanh danh tôn giáo nè, thứ hai giữ hạnh phúc cho gia đình, thứ ba là giữ cho thân mạng nhà tôi khỏi phải chết. Vậy tôi thấy có nhiều người chết rồi đó, cho nên tôi thấy tôi thương đồng đạo tôi mới nói. Có một số nói nghe cái bệnh ta nói nè, đừng kêu cầu cô đó giảng. Cô giảng, cô nói cái chỗ đó không, bởi vì ngay cái bệnh mà tôi nói nè, đồng đạo giận tôi phải không? Nhưng mà mai này đồng đạo mà phát hiện ra được cái đó là điểm yếu của mình á, mình tránh được, mình đắc đạo cho tôi hay nghe, mời tôi giảng sanh mời tôi. Ừ, thấy không? Giận tôi như mai mốt này đắc đạo là nhờ tôi đó, ai dám nói? Tôi dám nói thì tôi thương tôi mới nói. Á, à, cho nên á là hành y. Hành y là chúng ta chuyên trì danh hiệu, niệm danh hiệu của Phật A Di Đà có hai cách. Một là niệm trong thời khắc lễ bái, hai là niệm trong tứ tướng quan nghi. Hiệu quả nhất là trong tứ tướng quan nghi, tại vì trong tứ tướng quan nghi chúng ta là nếu mà không niệm Phật đó, nó thường tiếp đó là nhiễm sáu trần, chúng ta sanh ra lục thức, từ đó nó sanh ra là lưỡi thiệt nè, ý ngôn nè, ác khẩu nè, giọng ngữ nè, tâm nhân ngã nè, lòng vị kỷ đủ thứ dân, thấy không? Từ đó nếu chúng ta niệm, chuyên trì niệm trong tứ tướng quan nghi, là Đức Thầy nói là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Chân Ức, nhất thập nhất dạng cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng. Khó không? Tại vì hằng ngày trong tư tưởng mà nghi mình hay có quên, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nam Mô 6 chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá đôi, bây giờ dùng thử, thầy nói dùng thử coi nó hết bệnh không, phải không? Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, là không còn chết nữa nha. Để sau đến việc tả tơi, rồi tu sau kịp, chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Nếu không đậu lại là cái bằng là phong ba cuộc đời, danh lợi này nó cuốn mình chết, mình chết nữa. À, con chim mà gặp giông bão mà không đậu lại trong cái cây cổ thụ để tránh bão rồi đây là chết á, bị bão cuốn chết. Cái bão này là gì? Cơn bão của gì? Danh lợi của tình ái, nó cuốn mình chết chứ không vậy chứ nghe, chứ không phải bão ở đây là mình đi mà gặp bão số 5, số 6 gì đâu, không phải vậy. Như vậy thì chuyên trì danh hiệu, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tại sao mà chuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà? Chúng ta diệt trừ vọng tưởng, có công năng diệt trừ vọng tưởng. Mà diệt trừ vọng tưởng tức là chiếu phá được vô minh, mà chiếu phá được vô minh dứt trừ được cái tâm mê vọng ra khỏi sanh tử. Bởi vì á, sáu chữ hồng danh lục tự của thầy có siêu năng lực chuyển hóa hết thải vô minh thành ra giác ngộ, nghe đồng đạo, chuyển hóa thải vô minh thành ra giác ngộ, sanh tử ra niết bàn, chuyển hóa hết tất cả những sở y sở hành của chúng sanh, những tập nghiệp phiền não lâu đời của chúng sinh, chuyển hóa những cái
là cái tập nghiệp phiền não đó đó, từ cái chỗ chỗ sở y sở hành nha, từ cái nơi hủ lậu trói buộc mình nè, được trở về với vô lậu giải thoát. Sáu chữ hồng danh lục tự là Phật tánh thầm thâm vi diệu, từ bi hỷ xả giác ngộ. Cho nên khi chúng ta gieo vào trong mảnh ruộng tâm điền của mình rồi thì nó có siêu năng lực chuyển hóa những cái gì chủng tử mê lầm xấu ác trong tâm tánh của chúng sanh, được trở về với giác ngộ thành tựu đạo quả. Thấy không? Bất đức thầy mới chứng minh trong quyển tư nè, muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi ghi nghe chứ không phải là nhớ kẻ thuộc lòng. Ghi vào lòng sáu chữ Di Đà là ghi nhớ chánh niệm đó. Ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Mình đâu còn nhớ điều tà nữa đâu, mà không còn nhớ điều tà mình còn sanh vào cõi này này không, đâu còn thấm đến nữa đâu hết, thấy không? À, siêu việt dạ rồi bây giờ ha. Rồi chúc Kiều ngày là càng tiến bộ ha. À, chiếu phá vô mình, và đồng thời chúng ta phải hành y theo lời thầy, đó là tu 10 điều thiện, rồi tu 4 đại đức của chư Phật, rồi giữ giới tinh nghiêm, rồi báo đáp tứ trọng ân. Như vậy thì đó là khi chúng ta đã tin sâu nè, đầy đủ là tin sâu nguyện thiết và hành y, thì chắc chắn dạng người tu dạng người đắc. Như Ấn Quang Tổ Sư đã nói đó, pháp môn cao cả độ khắp ba căn, nhân đây chính phẩm đồng về mười phương khen ngợi. Phật nguyện rộng sâu không từ một vật, nên được ngàn kinh điều chỉ muôn luận tiên bài. Nếu tin cho thiết, nguyện cho chắc, thì muôn người đều được giảng sanh không sót một. Và Phật Tổ đã từng dạy chúng sinh á, rằng đó đây là một cái pháp môn cứu cánh siêu việt bậc nhất vào thời mạt pháp. Nếu chúng ta tu theo pháp môn này đúng theo lời ngài dạy là đắc hết. Ái hà thiên xích lãm, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cảo cấp niệm Di Đà. Có nghĩa là ngàn thước rộng sâu bể ái hà, muôn ngàn khổ hải dấn thân ta. Nếu ai muốn thoát luân hồi khổ hải kiếp, mau mau niệm Di Đà. Như vậy thì trước khi khép lại cái việc trao đổi đạo đức ở cái đĩa hai này với đồng đạo chúng ta, qua câu của vị đồng đạo này hỏi là chúng ta tu làm sao đầy đủ tiêu chuẩn giảm sanh cực lạc, thì đó, thứ nhất là tin sâu, thứ hai nguyện thiết, thứ ba hành y, mà như Đức Thầy đã nói trong quyển 5 đó là cả vũ trụ khắp cùng dạng vật dầu tiên phàm ở quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Vậy thì trước khi khép lại cái đề cái khép lại cái cái pháp hội lần thứ hai này, cuộc trao đổi đạo đức lần thứ hai này với đồng đạo chúng ta đó, qua pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy dạy trong Khiếm Thiện quyển 5 mà Đức Thầy nhắc lại đoạn Phật Thích Ca khai thị pháp môn tịnh độ đó, đồng đạo chúng ta đến đây rồi cũng xin là tạm dừng lại. Và trước khi đó là chúng ta chia tay nhà là với đồng đạo chúng ta thì nhân đây là cũng là cuối năm Quý Mão rồi, cũng đầu năm Giáp Thìn rồi, phải không? Thì Phương Kiều xin thành tâm kính chúc cho quý đồng đạo chúng ta là gia quyến, gia tộc bổ quyến của quý đồng đạo, cùng với chú quý đồng đạo, con cháu được là thân khỏe. Chúc quý đồng đạo chúng ta là thân khỏe, tâm an và tinh tấn tu hành trên con đường chánh pháp của thầy, theo cái chánh pháp của thầy cho đến ngày thành công đắc đạo Bồ Đề Tâm Bất Thối. Chúc đồng đạo chúng ta ai tu cũng đắc, ai tu cũng thành. Xin dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin phép hỏi cô Kiều coi, mà ví dụ mà người chết rồi mình đi lắm bằng tầng, mình cúng giấy, người ta có đạt được gì không? Cầu nguyện cho đồng đạo mình đó hả? Dạ. Bà con mà ta mời mình đến cầu nguyện đó hả? Dạ. Rồi. Hỏi nhiều mà. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trả lời với đồng đạo mình đó. Thì trong cái việc mà đi cầu nguyện cầu từng đó, là cái vấn đề này là thể hiện cái tinh thần quan hôn tăng tế, yeah. Nhất gia hữu sự bá gia u, phải không? Như vậy thì nếu như nói chúng ta đến cầu nguyện cho người chết mà người chết được siêu thì mình khỏi cần tu, phải không? Mình khỏi cần tu. Như vậy thì cái vấn đề quan hôn tang tế này thể hiện cái tinh thần là tương thân tương ái mà thôi. Để làm cho cái người mình nói một câu là nói là làm cho người chết được siêu sanh mà người sống được giác ngộ là có thật, mà với điều kiện gì nè. Mình đến mình tương trợ
cho cái người chết đó đó, mình trợ lực cho người chết đó, mình cầu nguyện, cầu nguyện cho họ đó, thì đó là không có siêu đâu. Nếu mà siêu đó thì Đức Thầy không lẽ ngài từ bi vậy mà chúng sanh khổ vậy mà Đức Thầy lại cầu cái siêu rồi, thấy không? Rồi mình mời chư tăng là những đại đức này kia tu tinh là giới luật tinh nghiêm là siêu hết rồi, không. Nhưng mà siêu là siêu gì nè, mình đến mình tương trợ thì con cháu người ta đó phát tâm tu. Từ cái chỗ con cháu người ta giác ngộ phát tâm tu thì cái người con cháu đó, chính người con cháu đó họ tu đắc đạo mới cứu được tổ tiên họ. Thì cái vấn đề có lợi ích là khi chúng ta đến tương trợ, người ta thấy được cái tình đồng đạo như vậy, người ta mới phát cái tâm người ta tu để cứu độ tổ tiên cha mẹ. Thì từ chỗ đó nó mới siêu được. Cho nên thầy nói mình làm chữ hiếu mới hay, thầy nói rõ lắm nha. Mình làm chữ hiếu mới hay chứ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm là con cháu thành tâm mới được, chứ mình sao cầu được. Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm trời từ bi. Thấy không? Nếu như hôm nay đó con cháu người ta phát tâm tu mà người ta làm nhiều việc công đức phước đức mà giữ giới tinh nghiêm, thì từ mỗi một ngày mà con cháu người ta cầu nguyện sáng cầu một thời thành tâm thì có sức tiêu phá được nghiệp chướng một ít, gọi là mòn một ít tội. Chiều thành tâm một thời nữa là mòn thêm ít nữa, mòn riết sáng, mòn chiều, mòn sáng, mòn trưa, mòn chiều, mòn tối, mòn riết rồi nó tiêu tội. Đến khi con cháu ta tu đắc đạo giải thoát hết thì lúc bấy giờ là củ quyền thất tổ siêu luôn. Cho nên Đức Thầy mới nói là quải đôm cúng tế lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mị bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bài. Thấy không? Nó siêu vậy đó là nhờ đó. Vậy đó mới được. Tôi hỏi ngay cái đoạn này. Dạ. Đại Phạm gắn cho anh hai rồi chị hai. Cầm anh hai. Khỏi gắn cầm. Đưa cái xanh cho mẹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô Phương Kiều cho tôi hỏi ngay cái đoạn Đức Thầy nói lúc cha mẹ chết, lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh thoát đọa trầm luân. Như vậy là mình tu cầu cho linh hồn của ai được thoát đọa trầm luân, là của mình được thoát đọa trầm luân hay là của cha mẹ mình được thoát trầm luân? Có ai là trả lời? Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa chú, thì chú hỏi là Đức Thầy dạy đó là lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh thoát đọa trầm luân. Đó là chúng ta tu cầu cho ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta thoát đọa trầm luân, là mình cầu cho người quá cố đó. Mình cầu cho người quá cố, người sống thì được tăng lâm phước thọ, mà người chết thì được siêu sinh tịnh độ đó. Là chúng ta cầu cho người quá cố là ông bà cha mẹ của chúng ta. Cầu cho ông bà cha mẹ, thầy nói rõ mà. Ráng cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ, thấy không? Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được thiêu siêu thăng nơi miền Phật cảnh thoát đọa trầm luân. Có nghĩa là khi cha mẹ, ông bà chúng ta còn sống thì chúng ta báo hiếu thế gian, mà khi ông bà cha mẹ chúng ta chết thì chúng ta phải có phận sự tu cầu. Mà tu là nhân, cầu là duyên. Nhân duyên hòa hợp mới kết mới giảng sanh được. Tu là cái nhân chính đó. Nếu chúng ta không tu phước đức đầy đủ thì cầu không có thể nào siêu được. Bây giờ con cháu làm phước đức mà hồi hướng được, hồi hướng được. Cho nên mỗi một khi mà chúng ta cầu một thời thành tâm vậy là nó mòn tội một ít. Bởi vì thánh nhân dạy đó là thành tâm sở chí kim thạch diệt hai, có nghĩa là lòng của chúng ta thành tâm khẩn thiết hướng về đâu thì có sức chẻ núi phá vàng tới đó. Mà hôm nay Đức Thầy cũng xác định trong giáo lý nữa, Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Có nghĩa là cái sự ứng dụng của tâm thức á, của chúng sinh mà thành tâm đó, là chúng ta trở về với nội tâm thanh tịnh á, thì nó mới có thể cảm được, nó mới có thể làm cho chư Phật mười phương cảm được. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta tu thành tâm đấy, là cầu nguyện thành tâm, thì đó chư Phật mười phương mới nhiếp thọ được. Nếu lòng của chúng ta không thành tâm thì chư Phật mười phương không nhiếp thọ. Giống như hai cái tầng sống nó không hợp nhau. Bởi vì cảnh giới của chư Phật là thanh tịnh, mà chúng ta cầu, chúng ta đọc rót, nhưng mà lòng chúng ta nhớ đông, nhớ tây, nhớ nam, nhớ bắc, nhớ chuyện trên trời dưới đất hay không? Không có chú ý tập trung và chúng ta cầu thành tâm, thì như vậy chư Phật mười phương không nhất thọ, không có nghe được cái lời cầu nguyện. Mặc dù chúng ta đọc rất lớn, nhưng mà chúng ta không cần đọc lớn, Đức Thầy nó cầu là đọc thầm. Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm: Nam Mô A Di Đà Phật, nay con thành tâm cầu nguyện
cho vong linh người chết tên gì đó, thế ông Nguyễn An B gì đó, à, quá giảng nay là chánh vỗ kỷ niệm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh niệm cực lạc thanh tâm. Có nghĩa là nhiếp tâm vào, thanh tâm là nhiếp tâm, có nghĩa là gom hết tư tưởng vào trong, trở về với nội tâm của chúng ta là thanh tịnh, không suy nghĩ những điều mong lung khác, mà suy nghĩ vào cái vấn đề chúng ta thành tâm hướng Phật, cầu Phật tha thiết khẩn thiết cầu xin. Đó là cái đó là duyên nghe. Còn nếu mà muốn cầu được, đạt được cái hiệu quả đó, ngoài việc thành tâm chúng ta còn tu tạo công đức nữa. Bây giờ thầy nói hai từ tu mà cầu, luôn luôn lúc nào có từ tu cũng đi đâu chứ. À, tu cầu nhiều lắm, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, chó con thảo hiền, tu cầu thoát khỏi xích chuyện, tu cầu là lúc nào hai từ tu cầu này đi đâu, danh từ ghét. Nếu mà chúng ta tu mà không cầu thì không kết quả, mà cầu mà không tu cũng không kết quả. Cho nên hai cái vấn đề tu cầu này cũng giống như tu với hành vậy đó. Cái từ tu mà không hành thì không kết quả, hành mà không tu thì không kết quả. Thí dụ em nói sao hành không tu, mình đi làm thiện nhưng mà nóng quá đâu có tu, phải không? Mà chúng ta hành thiện đó, cũng hành làm lợi lạc cho chúng nhưng mà nó nóng không chọc. Sửa sai đúng rồi, hành mà không tu là không kết quả nè. Còn chúng ta tu ích kỷ nè, tu ở nhà lo niệm Phật đặng giảng sanh nhưng mà người ta khổ não không có ai giúp, thấy không? Tu mà không có hành như vậy đây là ích kỷ. Tu ích kỷ vậy mà có về Phật được không? Sao vậy được, thấy không? Mình đã gặp con thiền Bát Nhã có lý nào ích kỷ tu thân, thầy chỉ ngay chân vô đó. Có nhiều khi ha, mình nghĩ vậy nè, à, là tại sao mà mấy bậc tiền bối á mà muốn chết, bằng từ thiện muốn chết luôn, còn mấy anh mà trẻ tuổi mà còn trẻ tuổi mà lên núi cấm đặng niệm Phật cho nhiều, đặng giảng sanh. Thường thường con thường nói vậy đó, có thí dụ cái clip đó đó mà đồng đạo mà bắt được đấy ha, mấy ông trong núi này nè giận lắm, tu kệ tu mắc mới cô phải nói, phải không? Nhưng thật sự mình đang nói, mình nói với cái lòng thành thật không phải móc môi, để cho đồng đạo chúng ta quay về con đường tu đúng chánh pháp. Mình còn trẻ, mình còn có thể là mình bó đắp tứ trọng ăn mà mình trốn vô núi mình niệm Phật, mình cầu giáng sanh là giáng sanh sao? Còn mấy ông già 70-80 tuổi còn đi làm từ thiện bắt cầu bồ lộ muốn chết luôn. Mà mấy anh mới có 20-30 tuổi mà vô đó là niệm Phật để ngồi thiền cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Chúng ta đang chấp pháp, chấp niệm, chấp ngã, tu sai chấp pháp, không bao giờ đắc đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói một câu chúng ta nghe là chúng ta hiểu liền: cần chi gạn hỏi diễn vong, làm người chưa dạng khó hồng thánh thơi. Đạo làm người của mấy anh chưa có xong, mấy anh trốn vô núi cấm hai mấy 30 tuổi trẻ măng không đi làm lợi lạc cho đời, vô đó niệm Phật giảng sanh không bao giờ giảng, bảo đảm giảng số á chứ không giảng sanh được, bảo đảm luôn. Giảng số là phải đầu thai lại tu nữa, đầu thai tu nữa, bây giờ tu ích kỷ không vào được điển giác, dứt khoát bất cứ ai làm lợi lạc cho đời bao nhiêu không cần biết, nhưng lòng ích kỷ không phá được là không vào điển giác được. Ích kỷ là tham lam đó, còn tham cầu lợi lạc cho mình, còn tham cầu danh tiếng, còn tham cầu là cái sự sung sướng cho bản thân, chúng ta cũng làm lợi lạc cho đời nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn còn sự tham cầu cho bản thân là không được. Bởi đạo Phật là gì? Đạo Phật là ban vui cứu khổ, đạo Phật chẳng những từ bi mà phải đi đôi với trí tuệ nữa mới đạt đạo. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta tu theo giáo lý Đức Thầy chúng ta ha, nếu mà hành y rồi ha, sáng lắm. Chúng ta biết, nếu mà chúng ta chịch cái thì chúng ta biết mình đang làm sai. Nếu mà người hành y chánh pháp nha, còn người mà không hành y chánh pháp á, nói chuyện rất là cái miệng nói là cái bằng là thao thao bất tuyệt gì đó, nhưng mà ông sư rỗng ở trong rỗng tót à, không có gì chăng á, nói rô vậy đó ha, dẫn đồng đạo đi 12 kiển chùa, đi núi đi non đủ thứ chân á, trưởng đoàn chứ bộ, tiếng tâm lừng lẫy đó, nhưng mà cuối cùng đồng đạo mình giảng sanh mà ông trưởng đoàn giảng sanh nghĩa sao vậy? Là tại vì ông đang chấp ngã, ông đang chấp pháp, đang chấp niệm, đang chấp cái ta đây là giỏi là hay mà không thấy được cái bản ngã đó, làm cho trí tuệ mịt mờ u ám, cho nên tu không đắc. Do đó pháp sư Giác Nhiên nói một đoạn mà tôi tâm đắc với dữ lắm luôn. Pháp sư Giác Nhiên nói nè: danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy tuổi tên trù, bao nhiêu bay nhảy bao nhiêu dạy, mấy trận tài khôn mấy trận ngu. Hôm nay tu theo chánh pháp của thầy là chúng ta phải xả hết ly cấu hồng trần, chúng ta phải là bào mòn cái ngã, chúng ta phải hạ cái ngã xuống, phải làm sao bào mòn phá trừ cái ngã đi thì mới vào được biển giác, mới nhập vào biển giác được. Còn nếu cái ngã này còn, lòng ích kỷ vẫn còn thì không bao giờ vào biển giác. 1000 năm vạn kiếp, một điều chứng minh cho đồng đạo thấy này, ông thần tú ngày xưa nổi tiếng là sao? Thần tú mà ai mà thông kinh bằng ổng,
Ông thần Tú là gì? Là thế trí biện thông đó. Không một lời nào trong kinh Tam Tạng, kinh luật của Phật mà ông thần Tú không thông. Không có một bài pháp nào ai hỏi thần Tú mà thần Tú không trả lời được hết. Trả lời được hết. Giáo thọ 5-700 môn sinh của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nhưng không đắc đạo là tại sao? Ngã. Thấy không? Thấy cái ngã thần Tú không? Ông giỏi tới mức độ là kinh hồn luôn. Cỡ giáo Lý Duyên tụi con bây giờ chưa bằng cái ngón tay của thần Tú. Thấy chưa? Mà còn thấy ta đây là giỏi thì chết. Con nói tu là phải làm sao? Diệt cái ngã đi thì mới về biển giác được. Mặc dù chúng ta tu đơn thuần như đó bình thường nhưng mà cái đó là đại thừa đó nha. Tu phá cái ngã được rồi là đại thừa. Còn tu mà còn thấy cái ngã ta đây là giỏi, là giỏi mà khen người khác giỏi hơn mình, cái mình cảm thấy mình bực bội, đó là lòng ích kỷ. Đó là cái ngã, cái tham cầu. Cho nên mình thấy đồng đạo mình giỏi mừng, biết sao không? Nếu mà giáo lý viên mà càng giỏi thì sao? Thì cái đội ngũ giáo lý viên càng giỏi thì cái giáo lý của Đức Thầy càng được lan rộng, được bà con đón nhận thì là đem đến cái sự an lạc cho bá tánh nhiều hơn, cái lợi ích cho đời nhiều hơn. Cái đội ngũ mà trí tuệ chừng nào thì mình mừng chừng nấy, đạo thầy phát khai ngực gỡ. Tại sao mình lại ganh tị với người giỏi hơn mình? Mình phải học cái chỗ giỏi của người ta. Ừ, mình học cái giỏi của người ta. Nhưng mà cái ví dụ cái người đó giỏi mà cái người đó có cái ngã mà có cái giỏi, mình tôi học cái giỏi này nhưng mà cái ngã của ông là tôi biết là cái ngã này học được. Tôi không có nói được, tại vì nói thì mấy người kia giận. Không nói được nhưng mà tôi biết cái đó là dở cho nên tôi tránh. Cho nên con á, bữa nay con không giảng chánh kiến đâu nè. Một là chúng ta xét người khác á, là xét cái điểm dở người khác chúng ta tránh, để chúng ta không rơi vào tình trạng đó. Và hai, chúng ta cái người mà họ cái điều xấu, cái mặt xấu của họ là có, nhưng mặt tốt vẫn có. Mình cũng vậy, mình có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Vậy thì cái mặt xấu của mình, em mình thấy cái người đó xấu, mình đừng bao giờ xấu như vậy. Mình hãy học cái tốt của họ, họ có cái xấu tất có cái tốt. Mình học cái tốt để được tiến bộ. Mình tránh cái xấu để chúng ta không lâm dấp vào đường đó. Và đồng thời chúng ta xét bản thân mình, cái nào xấu chúng ta loại ra, cái nào tốt chúng ta phát huy nữa là tu đắc không? Sao không đắc? Đắc hết trơn. Đó, xét tới như vậy thầy nói đạo pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Siêu vậy kia đó, đạo pháp nó siêu lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú hai, cái đợt trước đó con có ghé nhà của Bảy Miền Tây, thì chú hai có hỏi cái lúc mà chúng ta chuẩn bị ra về đó, từ giá nhau đó, thì chú hai có hỏi con á, đoạn mà thầy nói là nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây, tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm gì cho giải quả căn, nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách Mặt Hàng 80, vậy là đờn 5 giây .. là gì? Bữa đó là con trả lời là chỉ có một phần cái ý nghĩa đó thôi, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Về trên đường về á, con về một khúc một đoạn đường con sực nhớ lại, rồi đoạn này thầy nói mình hiểu, có nghĩa là nhà tôi là nhà Phật vốn thiệt, là thầy nói là thiệt, có nghĩa là nói thật pháp, là nhà Phật đó vốn thiệt có đờn 5 giây. 5 giây là gì? 5 thời Phật nói kinh. Ngày xưa Phật trụ thế thì ngài đã trải qua 5 thời nói kinh. Một là nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, hai là nói kinh Phương Đẳng 8 năm, ba là nói kinh Trường A Hàm 12 năm, bốn là Kim Cang Bát Nhã Đàm 22 năm, năm là Niết Bàn Pháp Hoa 8 năm. 5 thời Phật trải qua 5 thời nói kinh độ chúng. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta quy nguyên chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong sấm giảng của ngài là vốn thì có đờn 5 giây, tức là 5 thời nói kinh của Phật. Quy nguyên hết trơn Tam Thừa Thánh Giáo Phật Thích Ca Mâu Ni Thượng Trung Hạ Căn đều vào đó hết. Độ tận chúng sinh á, là Tam Thừa Thánh Giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, vào trong giáo lý Đức Thầy hết. Cho nên Thầy nói già tôi vốn thì có đờn 5 giây là thật, là 5 thời Phật nói kinh mà Thầy là thâu nhiếp vào đó hết. Cho nên hôm nay là giáo lý của thầy là quy nguyên từ chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta thừa dương sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp mà. Đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chí Thích Ca ngày trước là giáo lý thầy là đạo Phật Thích Ca không? Là chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni không? Đạo vô vi đó. Do đó mà đợt 5 giây chính là 5 thời Phật nói kinh. Siêu vậy không? Ở trong giáo lý của thầy là kinh Hoa Nghiêm đồng đạo biết chỗ nào? Quyển nhất á. Quyển nhất thầy nói kinh Hoa Nghiêm rất là nhiều. Khi thì giả cô gái bắn chầu, ông già bắn chầu, rồi bắt đầu là cô gái bắn mắm nữa. Ai không? Đó là cái bằng là chúng sanh thầy thực lại mà đó là dứt lời rồi lại câu mâu đó, mắng con bị chó kéo hầu làm khôn đó ha. Thì đoạn đó là thầy là giả ra cô gái bắn mắm, rồi là giả ra là nói toàn tiếng Tây, rồi giả ra rồi ông già bắn cao trầu thời kẻ móc người môi còn cao bẻ dấu thấy lời tánh tham,
thấy già bán rẻ, nó ham bị thêm quê dốt, nó làm thắng tay. Rồi thầy mới giả ra gì? Đuôi cùi nữa. Giả ra đủ thứ hết trơn, có nghĩa là đó là thiên ức quá thân. Bây giờ thanh tịnh pháp thân, thiên ức quá thân, rồi là viên mãn báo thân. Đó là pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai, là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mà ngày xưa đó, cái bộ kinh đó đó ha, 21 ngày Phật nói kinh Hoa Nghiêm mà hàng thinh văn A-la-hán đó nghe đã đắc quả rồi mà lãnh hội không được. Chú Hai thấy một cái nó siêu việt tới mức độ mà thầy là Phật nói kinh Hoa Nghiêm là gì, là hoa tạng của thế giới đó. Là nói về pháp thân viên mãn của Đức Như Lai đó. Cũng giống như nói một cách dễ hiểu như nè, một ông giáo sư tiến sĩ đang trình luận án của giáo sư tiến sĩ quốc tế cho là tiến sĩ và thạc sĩ nghe, cho đại học nghe, mà đằng này á thinh văn a la hán cũng giống như cái mình học lớp 9, học mất cái tiểu học đó, học mới tới là trung học cơ sở ha, làm sao mà lãnh hội được cái luận án của giáo sư tiến sĩ được, đại học lãnh hội chưa tới, phải không? Như vậy thì Đức Phật đang nói kinh Hoa Nghiêm là nói về hoa tạng thế giới, là pháp thân viên mãn của Đức Phật, là pháp thân viên mãn của Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên các hàng linh văn đâu có lãnh hội được, không thể lãnh hội tới nổi, nghe như điếc như đuôi luôn. Cho nên sau đó Phật mới xuất định, mới diệu dụng xuống pháp, nói pháp tứ đế đó. Cho nên hôm nay thầy ghi rõ lắm, khi Đức Thích Ca thành Phật thì ngài nói pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp, và chỉ con đường trung đạo cho người thành theo là hạ độ bậc hạ căn mình đó. Đó là độ cho ai trước? Năm anh em Kiều Trần Như chứ ai, phải không? Ác Bệ, Bạc Đề, Ma Nam Câu Ly, Thập Lực Ca Diếp và Kiều Trần Như. Sau khi năm vị này mà nghe cái bài pháp tứ diệu đế của Phật còn chứng quả là hán liền, chứng quả là hán ra khỏi sanh tử liền, chứng thánh quả liền, siêu việt tới mức độ gì đó. Căn cơ của các cái vị đó là thượng căn, đã tu nhiều kiếp dữ lắm rồi, còn mình hạ căn, mình nghe kệ sấm như ru giấc mộng, mình nghe nhưng mà mình không có hiểu tới. Có nghĩa mình từ lần mình mò lên từ lần chứ mình không thể hiểu một loạt một được, mình không thể hiểu một mức một được, nó siêu việt vậy đó. Cho nên thì con đáp lời chú Hai là để chú Hai khỏi cái thắc mắc, cái vấn đề là đờn 5 giây, còn lời hỏi của cô đó để bữa nào con về con nghiên cứu mới được, vì lời thầy là lời của Phật sâu dữ lắm, cho nên về phải đọc hết cái bài đó, thầy nói giai đoạn nào, người đoạn này thầy nói cái gì mới được, chứ tự nhiên đọc qua 4 câu đó mình không có hiểu, mình trả lời theo cái thiện ý là chúng ta đang nói giọng ngữ, chúng ta đang nói sai chánh pháp, chúng ta nói theo thiện ý của mình, cho rằng mình tài năng hỏi cái gì mình hiểu cái đấy là không có đâu, không bao giờ mà hỏi trả lời ha, mình trả lời chật đấy ha là mình mất phước, cho nên mình đâu có dạy gì mình nói bậy nói bạ á, thiệt tình luôn á. Dạ, đã trả lời xong. Dạ, cái câu nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây. Nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây. Dạ, cảm ơn bạn. Bây giờ tôi cũng muốn cô nghe, cô nói cho tôi nghe thêm một đoạn. Nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây, tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm dày cho giải quả căn. Nhà tôi không phải khó khăn đem theo trong sách Bạc Hằng 80. Nam Mô A Di Đà Phật, xin hỏi nhiều lắm. Nhờ cô giải dùm cái phần Bạc Hằng 80 đó. Bạc Hằng 80 thì con giải không được đâu, con giải đoạn này nè. Bạc Hằng 80 thì thầy nói cái gì con không biết. Bây giờ nếu chỗ nào chưa được thì... Dạ, bây giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chú Hai hỏi tiếp đó. Nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây, tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quá căn, là nợ gì? Thứ nhất là Đức Thầy nói trong bài Sứ Mạng đó, vì thể lòng từ bi bác ấy cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là nợ gì? Là theo cái đại nguyện độ sanh của chư Phật á, lúc nào các ngài cũng luôn luôn thấy mình có cái bổn nguyện là độ tận chúng sinh không dừng nghỉ. Cho nên lúc nào ngài cũng thấy rằng đó, nếu có chúng sanh nào nếu còn có chúng sanh nào đó còn chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Do đó mà cái đại nguyện độ sanh của chư Phật không bao giờ dừng lại, không bao giờ cùng tận được. Ngài luôn luôn có một cái đại nguyện độ sanh không cùng tận. Cho nên thầy tay đánh trống miệng thổi kèn đó, phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Bây giờ chưa? Cho nên cái đại nguyện độ sanh của thầy lúc nào cũng thấy là còn vẫn còn nợ chúng sinh. Cái nợ đó là gì? Là lòng từ bi, lòng thương chúng không bao giờ dừng lại. Cái lòng từ bi của Đức Phật, Đức Thầy là không có cùng tận. Cho nên lúc nào ngài cũng thấy mình có cái bổn phận và nhiệm vụ cứu độ chúng sinh không cùng tận.
cái đại nguyện độ sanh của thầy không bao giờ cũng tận. Cho nên nói tới đây mình thương thầy, mình thương thầy, mình nhớ ơn thầy một cái không thể nào có thể dùng cái lời ngôn ngữ nào mà để mà tri cái ân của thầy cho hết được. Mà chúng ta chỉ dùng bằng cái gì? Bằng cái hành động, cái tâm là nguyện của mình là gì? Cố gắng học đạo, cố gắng hành đạo, cố gắng truyền đạo mới có thể đền ơn Tam Bảo được. Bằng không chúng ta không cách nào truyền đền được. Bởi Đức Phật nói nè, các con muốn đền ơn ta ư thì giáo pháp của ta đó hãy cố mà học đi, gắng mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán dương Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá vậy. Ngày nay trong giáo lý thầy cũng vậy như vậy đó. Thầy mới nói đó, là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá tinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vô lượng là không thể tính đếm được, bất khả tư nghị. Vô lượng là không thể tính đếm được, bất khả tư nghị vậy. Đâu còn con số tính đếm được, không thể dùng trí phàm phu mà có thể hiểu hết được. À, không thể luận nói hết được. Vượt ra khỏi không gian và thời gian, ra khỏi là ngôn ngữ đời thường rồi. Đó. Cho nên là trước khi là khép lại cái buổi trao đổi đạo pháp hôm nay đó, thì một lần nữa là con xin kính chúc chú quý đồng đạo mình, cô bác mình, gia tộc bủ quyến của quyến đạo mình, của anh Bảy chị Bảy cũng như chú Hai các cô ở đây, chúc cho gia tộc bủ quyến con cháu trên hòa giới thuận, chúc cho gia tộc bủ quyến đó là bước sang năm mới hưởng được một mùa xuân an lạc, hạnh phúc tròn đầy. Chúc cho quý đồng đạo chúng ta thân tâm an lạc, đạo quả viên dung. Một lần nữa xin chân thành quý đồng đạo chúng ta đã thành tâm trở về đây, có nghĩa là thành tâm trở về đây để mà lãnh hội giáo pháp của thầy qua cái lời trao đổi đạo đức của Phương Kiều cùng chú quý đồng đạo. Mong rằng chúng ta phải ghi nhớ lời thầy và tinh tấn thực hành theo lời dạy của ngài cho đến ngày là thành công đắc quả, để chúng ta đã không phụ công lao dạy dỗ của tổ thầy và không đắc tội với người hậu thế. Nà, bởi vì Đức Thầy đã nhắc nhở chúng ta nè. Đức Thầy nói đó, ngày vui tươi cũng đà lố bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa. Ngày lập hội tai dinh nhành quế, trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Xin khép lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc chư quý đồng đạo chúng ta là trở về nhà một đêm ngon giấc, cũng như là chúng ta là trở về cực lạc quốc. Ở đâu cũng sống trong cái tự tánh Di Đà của chúng ta hết. Thân tâm thanh tịnh lúc nào cũng tu trong cái mỗi niệm đều tỉnh giác, sống trong cái chân tâm thường giác. Là chúng ta sống trong tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, thân ti còn tục, tâm lìa khỏi mê thì dạng người tu dạng người đắc hết. Chúc quý đồng đạo chúng ta thành công trong cái cuộc sống hiện tại cũng như tương lai được giải thoát. Thì xin khép lại cái buổi trao đổi đạo đức của cuối ngày hôm nay tại nhà của anh chị Bảy cũng như là cô Bảy miền Tây về cái danh hiệu đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cũng có vài lời trước là cảm ơn cô Phương Kiều đã đem chánh pháp của Đức Thầy mà nói lên cho tất cả anh chị em được hiểu thêm về Phật pháp, là để cố gắng tu hành. Và sau đó tôi cũng thành tâm cầu chúc cho cô được có nhiều sức khỏe để cô đi làm nhiệm vụ của một người giáo lý viên truyền bá chánh pháp của Đức Thầy. Vậy tôi cũng thành tâm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái cuộc mà nói đạo hôm nay tới đây là đã hết nha quý vị. Vậy anh chị em ra về. Chúc đồng đạo thương lộ bình an. Mấy đồng đạo ơi, chia tay nha, hẹn ngày gặp lại nha. Rồi. Tạm biệt cô Bảy miền Tây nha. Rồi, tạm biệt. Tạm chia tay. Tạm biệt bà Bảy kìa. Nè. Bà Bảy miền Tây. Kêu đi ra, kêu bà Bảy đâu có biết ngay. Nói bà Bảy miền Tây nó mới biết. Rồi, hẹn ngày gặp lại nha quý vị. Rồi, cô Bảy miền Tây này. Bà này là ai đây? Có danh luôn. Bà sao đây hả? Chị tôi gì kiếp với cô ba à? Cái. Ai đưa tiễn đồng đạo nè. Rồi, này đi với ai? Đưa cô kiếp rồi hả? Đưa ai?
Có đồ hả? Rồi, rồi chào mấy anh mấy chị. Rồi, chào mấy anh mấy chị, mấy con mấy cháu luôn. Dạ, rồi. Quá vui luôn.